anh Vũ à, ảnh là đại diện á. À thì nó đại diện một mình nó đưa về nè. Đồ 30 ngàn. 30 ngàn. 30 ngàn là ông Hoàng Kiều. Cái mặt không à, phải ông đau mới gửi đi kia. Chôn xong cái nó về liền luôn á. Chôn xong phải về với người ta gì. Thôi, cho nhà vô thôi. Tới rồi. Vậy. Sĩ vô. Tới vô. Nhỏ.